Chào các bạn, hôm nay Pro Cà phê giới thiệu chiếc máy pha espresso Lelit Mara X. Chiếc máy được trang bị vỏ hoàn toàn bằng inox, sáng bóng, mạnh mẽ và vững chắc. Nhìn thiết kế của chiếc máy này, ta thấy mọi sự gắn ghép chiếc Bianca cho Thúy Kiều, chiếc Mara X cho Thúy Vân nhằm thay đổi giới tính của những chiếc máy này đều thất bại. Trở lại với anh chàng Lelit Mara X đầy nam tính này, ấn tượng đầu tiên mà tôi thích là chiếc vỏ inox, không phải là bóng mà là inox mờ. Tôi thích bởi vì nó không phản chiếu như hình ảnh của tôi. Các bạn biết đấy, tôi ở nhà 3 tháng rồi và không có chuyện ra ngoài cắt tóc. Bộ cánh vô cùng tao nhã này không nên vì bất cứ sự bất cẩn nào trong lần đầu tiên lấy sản phẩm ra khỏi thùng và đặt lên trên kệ của bếp của các bạn làm cho nó thiếu hoàn hảo đi. Vì vậy tôi thấy cần phải lưu ý ngay hai điểm an toàn. Một là cách chúng ta lấy chiếc máy ra khỏi thùng. Hai là chân đế của chiếc máy rất nhỏ, hầu như không ai để ý thấy so với những chiếc Bianca. Do vậy cần phải đặt lên kệ hết sức cẩn thận. Còn rất nhiều các video tiếp theo về anh chàng này, mời các bạn đón xem.